Dạ vâng, xin chào ngày mới trường quay VTV Cần Thơ cùng quý vị khán giả. Đang giữa mùa khô, Nam Bộ hôm nay sẽ tiếp tục nắng nhiều đây ạ. À. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở tại thành phố Cần Thơ, Châu Đốc, Cao Lãnh, Tân An, Vĩnh Long, Vị Thanh hay Bạc Liêu ở ngưỡng là 31 cho đến 33 độ C. Còn tại miền đông Nam Bộ, các thành phố như là tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú Biên Hòa ở ngưỡng là 33 đến 34 độ C, trời nóng rõ. Ban ngày nóng rõ là thế nhưng mà tối và đêm nam bộ lại chuyển mát mẻ. Quý vị lưu ý chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm khá lớn, nhất là ở Ta Lai, mức chênh lệch nhiệt độ lên đến 11 độ C. Các nơi khác như thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa hay là Vĩnh Long thì chênh lệch đến 9 tới 10 độ C. Quý vị chú ý nên bảo vệ sức khỏe, nhất là với người già và trẻ nhỏ, sáng sớm tốt hơn hết nên mặc nhiều lớp áo để dễ dàng cởi bỏ khi trời nóng vào buổi trưa. Về thời tiết cụ thể tại thành phố đảo Phú Quốc, hôm nay nhiệt độ cao nhất ở ngưỡng là 31 độ C. Có gió biển thổi đều nên tiết trời dễ chịu. Về tối và đêm, trời mát mẻ, nhiệt độ hạ thấp nhất còn 26 độ C. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Khắp các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, thì trong hôm nay quý vị lưu ý gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, còn khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu thì thời tiết lại tốt. Trời chủ đạo là nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc, mạch cấp 4, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền.